À, để giao lưu âm nhạc Mai Tài, hôm nay tôi Hiền Văn đến từ thôn 4 xã Long Sơn, xin hát và bài hát trữ tình của dòng nhạc solo cùng bolero với nhạc phẩm được mang tên Tiếng Ca Đó Về Đâu.
mai. Cho đàn ơi mộng lòng đi lên khơi, nụ hồng vừa chốn đôi vơi, vội vàng để sáng xuân trôi. Người đi đi qua ôi mắt rồi, trên đôi tay vàng bàn tay nào chân trao, bàn tay nào yêu dấu để cho mình ngưỡng nao. Trước cây hoa tươi giờ đây đã xa rời, còn tìm đâu thấy ai. Tiếng ca đó chơi vơi giữa trời, khi vùng đất lành còn bóng em thôi. Nghẹn ngào lan tóc buông xuôi, giọt buồn nho xuống tim tôi. Lời ca đi theo với kiếp người. Nghẹn ngào lan tóc buông xuôi, giọt buồn nho xuống tim tôi. Lời ca đi theo với kỷ niệm. Xin cảm ơn tiếng hát của chú Hiền Văn. Và giờ đây xin mời cô Hoàng Lệ ạ. Xin mời cậu Ba Duy Đức có sự chuẩn bị.